Xin chào quý vị và bà con đã trở lại kênh thơ của chúng tôi. Hôm nay, chị Google sẽ đọc cho bà con nghe một số vần thơ tình, thơ chế, thơ tình. Những vần thơ này chỉ mang tính chất giải trí, mang lại tiếng cười cho bà con, cho mọi người. Rất mong quý vị và bà con ủng hộ kênh của chúng tôi. Hôm nay ngẫu hứng chị Google sẽ đọc thơ tình chế hay nhất cho các bạn nghe. Nếu thấy hay bạn hãy đăng ký kênh, nhấn like và để lại ý kiến của mình nhé. Thơ vui vợ nhắn nhủ chồng một là anh phải hiền hòa sẵn sàng nhận lỗi cho qua mọi điều dù sai dù đúng bao nhiêu bao giờ lỗi cũng phần nhiều là ta. Hai là anh phải thật thà lương bao nhiêu có nộp ra được đây. Giờ giấc cấm chậm một giây khai không thành thực thì đây giận hờn ba anh chịu đựng phải hơn cơm khê canh mặn liệu hồn mà chê cắn răng nhắm mắt nuốt đê kêu lên một tiếng ra đê mà nằm bốn anh là. Nhớ phải chăm lau nhà rửa bát âm thầm làm đi kiểm tra em thấy việc gì làm không vừa ý ấy thì biết tay năm cấm chè thuốc rượu tây em mà phát hiện đuổi ngay ra đường ngâm rượu dân tộc bổ dương ư thì vai. Chén quê hương thôi đành sáu là em cấm tiệt anh đừng có tơ tưởng loanh quanh em nào tức lên tay thất tay dao lia tay nhắm mắt chào màu khúc cung ngẫm rồi tôi khóc tu tu thế thì nào khác đi tù hả em nhưng. Thôi anh quyết thử xem chung thân lĩnh án với em sợ gì. Định nghĩa vui về những bà vợ người nông dân, vợ là miếng đất cằn cỗi nhưng chúng ta cứ phải cày vì cầm cố, giao bán không được, nhà giáo, vợ là một học sinh tối dạng cứ hỏi đi hỏi lại mỗi một câu. Bán vé số, vợ là tờ vé số khi mới mua ai cũng hy vọng sẽ trúng độc đắc, về mặt triết học vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta. Ngoài ý muốn của ta, vợ là phạm trù chỉ sự sợ hãi của đàn ông, nhà vật lý học vợ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ dạng cho chồng ra khỏi nhà đến dạng bầm dập te tua, vợ là hình thức, là cơ sở để đàn ông đào hố nhảy lầu, về mặt kinh tế, vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ, cười vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được về mặt tài sản. Vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được về mặt xã hội, vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy. Và nếu như ta trả lại thì không nhận, về mặt khảo cổ học, vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá. Thơ chế nói xấu vợ ngoài trời bỗng nổi cơn giông vợ em giờ trứng chạy giông ngoài đường em nhìn mà thấy thương thương vợ em sao lại dở ương thế này. Hôm rồi nó uống rượu say xong phi một phát vỡ ngay cái bàn, may mà hàng xóm khuyên can không thì nhà cửa nát tan hết rồi, thời gian hờ hững nhẹ trôi vài hôm lại thấy nó ngồi uống bia. Nhìn em nó bảo thằng kia, lại đây quỳ xuống rót bia cho bà, em nào có dám kêu ca không nhanh nó vả cho ba phát liền. Thì ra nó trúng lô xiên có tiền trong túi nó liền đi chơi, số em lận đận long đong nào ai thấu hiểu nỗi lòng em đâu. Em ngồi than thở mấy câu nó liền vác hẳn dao bầu chạy ra em đành có càng chạy xa nó mà vớ được thành ma có ngày. Thơ chế kính vợ sợ vợ sống lâu nể vợ bớt yêu sầu để vợ lên đầu là trường sinh bất tử, đánh vợ như tử là đại nghịch bất đạo vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung. Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng. Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc vợ sai mà hằn học là trời đánh thánh đâm vợ gọi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói, để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ. Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng trốn vợ đi ăn vụng là ngũ mã phanh thây, em phải dừng ngay vợ em đang gọi thứ ba, sợ vợ tập ba ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi. Nhất vợ nhì trời, là chuyện tự nhiên, đàn ông sợ vợ thì sang, đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà, đàn ông không biết thờ, bà cuộc đời lận đận kể là vứt đi, đàn ông sợ vợ ai khi, vợ mình. Mình sợ xá gì thế gian, đàn ông khí phách ngang tàng, nghe lời vợ dạy là hàng, trượng phu, đàn ông đánh vợ là ngu tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi, lấy nàng từ thuở 15. Đến khi 19 tôi đà năm con, nàng thì trông hãy còn son, tôi thì đinh ốc bù lon dã rời, nắng mưa là chuyện của trời, tề ra nội trợ có tôi bao thầu, suốt ngày cày cấy như trâu. Chiều về rửa chén cũng ngầu, như ai, nấu cơm, đi chợ hàng ngày, bồng con, thay tạ tôi đây vẹn toàn, lau nhà, lau cửa chẳng màng, ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu, nhiều khi muốn học xì dầu. Xin nàng nghỉ phép, nàng trao đôi mày, nàng đòi thi đấu võ đài, tung ra một chưởng, chén bay ào ào, nhớ xưa mình mới quen nhau, em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương, cho nên tôi mới bị lường. Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng, than ôi thực tế phũ phàng, mày dâu một kiếp thôi đành đi đong, một lòng thờ dợ sắc son, còn non còn nước thì tôi còn thờ.
Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ. Cô nói gì đàn ông nể vợ là sang, ngồi nghe vợ dạy là hạng trượng phu, đàn ông đánh vợ là ngu, vừa mất tiền thuốc vừa tù chung thân. Thơ chế định nghĩa về vợ chùm thơ: sợ vợ, vợ là ngân khố, kho tiền gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra. Vợ là biển cả bao la, đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà. Sao sao sao, dù không sinh đẻ ra ta nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao, khi ta đau ốm xanh dao vợ lo chăm sóc hồng hào khỏe ngay. Sợ ta đi chật đường dày vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà, khi ta tán tỉnh ba hoa vợ liền quát nạt để mà răn đe. Lời vợ dạy phải lắng nghe, mai sau khôn lớn mà khoe mọi người nói ra xin hãy chớ cười vợ ta. Ta sợ vợ người còn lâu. Sao sao sao, chùm thơ chế: sợ vợ, vợ là mẹ các con, ta thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân, vợ là tổng hợp, bạn thân thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền, vợ là ngân khố, kho tiền gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra. Vợ là biển cả bao la, đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà. Vợ là âm nhạc thi ca, vừa là cô giáo vừa là luật sư. Sao sao sao, bắc thang lên hỏi ông trời: đời con đau khổ đã nhiều thấu chăng? Ông trời cúi mặt than rằng: tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn. Bắc thang lên hỏi ông trời: kiếp này con có bỏ nàng được không? Ông trời ổng trả lời rằng: tao còn chưa được xá chi là may. Thơ chế vui về vợ chồng: ngày 8 tháng 3 mồng 8 tháng 3 em cứ ngồi ngắm hoa, em cứ ca cứ hát, anh sẽ lo rửa bát, anh sẽ lo quét nhà, anh sẽ lo giặt, là em uống gì anh pha, chợ gần hay chợ xa anh lần ra được hết món em ưa anh biết, em cứ chờ mà xem, em đánh phấn xoa kem anh nhặt rau vo gạo, em ung dung đọc báo anh tay nấu tay xào, anh tự làm không sao đừng lo gì em nhé, tà áo em tuột chỉ đưa anh khâu lại, dùng nho anh mua cả chùm buồn mồng, em cứ nếm bạn gái em mà đến cứ vô tư chuyện, cho anh tắm cho thằng cu rồi anh ru nó ngủ màn hình bao câu thủ, nghe em hét vào rồi hết một ngày em ơi. Tổng hợp những bài thơ vui về vợ chồng đẹp như tiên là: vợ ta, vợ là gió mát, vợ là bão giông, vợ như một đóa hoa hồng, vợ như sư tử Hà Đông kinh người, vợ là êm ái tuyệt vời, vợ là sấm sét rụng rời chân tay, vợ là một chất men cay, vợ là chất đắng chất cay trong lòng, chồng ơi là chồng. Chồng ngu đần là vô phúc, chồng thông minh thì vô sự, chồng bỏ thì vô sinh ấy, chồng là vô duyên, chồng đi ngoại tình thì vô đề kháng dực, chồng người là vô lương tâm, chồng ly dị là vô mưu, còn ly dị chồng là vô mục đích, chồng ghen mà làm thinh là vô tội, ghen với chồng là vô cớ, nếu không nói là vô hiệu, con riêng của chồng là vô thừa nhận, vợ chồng bên nhau mãi mãi là vô giá, vợ chồng cãi lộn là vô tận, chồng giận mà không nói là vô hại, vợ chồng giận nhau là vô hạn, vợ chồng đánh nhau là vô luật lệ, chồng đánh mỗi ngày vẫn không sợ là thiên hạ vô địch, nhưng đã bị chồng đánh là vô phương cứu chữa ý, chồng là vô biên áo quần, chồng mặc là vô hình cơm, chồng nấu là vô vị, đồ đạc của chồng là vô sản, nói xấu chồng là vô công, dỗi nghề ghẹo anh em trai của chồng là vô tình, khen người khác đẹp trai trước mặt chồng là vô ý, chồng không muốn lại gần là vô tri vô giác, đòi ngủ với chồng liên tục là vô độ, trốn chồng mà lén phánh là vô kỷ luật, chồng bắt quả tang với bồ là vô can, vì chồng mà thi rớt là vô dụng.